Dạ, cái kiển công danh mến chào quý anh chị em đang xem kênh LTK Bonsai ạ. Em tên là Công Danh ạ. Số điện thoại của em là 0965188838, cũng là số Zalo của em ha. Em cũng không quên những anh chị em những clip vừa qua ủng hộ em rất là nhiệt tình, em rất thành thật biết ơn ạ. Nay em lên clip mới là Nguyệt Quế nha anh chị em. Cây Nguyệt Quế với Mai Dư Thủy Trung Nu. Bây giờ xin phép vô cây số 1 ha, là cây phôi Nguyệt Quế. Cái này da trắng, lá chung ung chùm nha anh chị em. Mã số 1 ạ. Em Hảo chiều cao. Chiều cao là 1,5 m ạ. Cái hoành nó 33. Này mẫu đế đẹp lắm nha anh chị em. Cây này dáng quyền. Mã số 1 có giá là 1.600.000 ạ. Này em bao sống bao ship, bao sống 2 tháng bao ship toàn quốc nha anh chị em. Rồi, xin đỡ cây ạ. Rồi tiếp theo là mã số 2 ạ, cũng là phôi Nguyệt Quế ạ. Cũng da trắng lá chung bông chùm ạ. Chiều cao là 130 ạ. Cái hoành nó 46 ạ. Mã số 2 nha anh chị em. Cây nào dáng cũng quái quái chứ. Này có giá là 1.300.000 ạ. Rồi xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 3. Cũng là phôi Nguyệt Quế luôn. Này cũng dán quyền anh chị em. Chiều cao nó là 140 ạ. Cái hoành nó 41 ạ. Cái này mã số 3 nha anh chị em. Có giá là 1.200.000 ạ. Rồi em đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 4 ạ. Chiều cao là 109 ạ. Cái hoành 44 ạ. Cái này mã số 4 anh chị em có giá 1.200.000 ạ. Em bao sống 2 tháng sáng bao ship toàn quốc nha anh chị em. Rồi xin đỡ cây ạ. Tiếp theo là mã số 5 ạ. Cũng là phôi Nguyệt Quế luôn ạ. Cái dáng ngọt không? Chiều cao tới một bầu là 104 ạ. Cái hoành thân nó 25 ạ. Này cái hoành này nó gì anh chị em ơi. Này mã số 5 nha anh chị em, có giá là 700.000. Rồi, em đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 6 ạ. Cũng là phôi Nguyệt Quế luôn. Chiều cao nó 1,5 m ạ. Cái hoành nó 40 ạ. Mã số 6 nha anh chị em.
Này có giá là 1.500.000 ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Số 7, số 7 là số 8 à. Lộn. Và tiếp theo là mã số 7 ạ. Chiều cao đó 123. Cái hoành nó 44 à. Này mã số 7 nha anh chị em. Cái này có giá là 950.000 ạ. Cây này rất là đẹp ạ. Rồi em đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 8 ạ. Chiều cao là 126 ạ. Cái hoành nó 43. Mã số 8 nha anh chị em. Cây nào bộ đế cũng đẹp. Quái quái. Mã số 8 có giá là 1.500.000 ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 9 nè. Cái này tàng đang anh chị em. Chiều cao nó 63. Điểm đó tán ngang. Tán ngang của nó là 64 ạ. Cái hoành của nó là 51 ạ. Này mã số 9 anh cho em có giá là 1.600.000. Cây này sạch cây không có bị chày xước gì hết nha anh cho em. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 10 ạ. Cũng là phôi nguyệt quế luôn. Chiều cao nó là 135 ạ. Cái hoành nó là 36 ạ. Cái này mã số 10 anh cho em có giá là 1.500.000 ạ. Rồi em đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Chiều cao nó 117 ạ. Tán ngang nó 67 ạ. Cái hoành nó 41 ạ. Này mã số 11 nha anh chị em. Mã số 11 có giá là 1.200.000 ạ. Rồi em đổi cây ạ.
Rồi tiếp theo là mã số 12 ạ. Chiều cao nó là 130 ạ. Cái hoành nó 34 ạ. Bộ đế đều mà đẹp luôn anh chị em. Dán quyền. Mã số 12 anh chị em có giá là 1.400.000 ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 13 ạ. Chiều cao cái hết cái thước dây anh chị em ơi. Cái hoành nó 33. Mã số 13 nha anh chị em. Cái này có giá là 1.100.000 ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 14 ạ. Cũng là phong người Quế luôn. Da trắng lá sắn mà, giá chung chung bông chùm. Chiều cao nó 96 ạ. Cái hoành nó 39 ạ. Mã số 14. Có giá là 1.100.000 ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 15 ạ. Chiều cao nó 104 ạ. Cái hoành nó 52 ạ. Mã số 15 nha anh chị em. Cái này có giá là 1.500.000 ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 16 ạ. Nó là phôi nguyệt quế luôn. Chiều cao nó 72 ạ. Cái hoành nó 55 ạ. Mã số 16 nha anh chị em. Có giá là 1.400.000. Rồi em xin đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 17 ạ. Chiều cao nó 76 ạ. Tán ngang nó 64 ạ. Cái hoành nó 50 ạ. Cái này là mã số 17 ạ. Này có giá là 1.400.000 ạ. Rồi em nói cây ạ.
Tiếp theo là mã số 18 ạ. Chiều cao đó 124 ạ. Cái hoành nó 41 ạ. Mã số 18 nha anh chị em. Này có giá là 1.800.000 ạ. Rồi xin đổi cây ạ. Đại xuống đây, đại xuống đây. Tiếp theo là mã số 19 ạ. Cây này rất là đẹp nha anh chị em. Chiều cao nó 136 ạ. Cái hoành nó 35 ạ. Cây này mã số 19 nha. Có giá là 1.300.000 ạ. Rồi em xin đổi cây. Cái này em mới vừa làm xong luôn, em chưa có quét được cái mặt cắt nữa nè. Tiếp theo là mã số 20 ạ. Chiều cao nó 90 ạ. Cái hoành nó 33. Mã số 20 anh chị em có giá 850.000 ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 21. Mã số 21 là cái này gà mai chiếu thủy chung nu da đen anh chị em, mặt khỉ. Mã số 21. Chiều cao nó 35 ạ. Cái hoành cũ nó là 50 ạ. Mã số 21 có giá là 800.000 ạ. Rồi xin đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 22 ạ. Chiều cao 35 ạ. Cái hoành 39 ạ. Này bộ đế đẹp lắm anh chị em. Cái có giá là 700.000 ạ. Rồi xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 23 ạ. Chiều cao 50 ạ. Cái hoành nó 42 ạ. Này có giá là 600.000 ạ. Tiếp theo là mã số 24 ạ. Cũng là mai chiếu thủy chung nu da đen anh chị em, mặt khỉ. Chiều cao 45 ạ. Cái hoành nó 39 ạ. Bồ đế gì? Quá trời bồ đế ha. Mã số 24 có giá là 700.000 anh chị em. Ăn hết một bầu luôn á. Tiếp theo là mã số 25 ạ. Chiều cao 28 ạ. Cái hoành nó 45 ạ. Mã số 25 có giá là 700.000 ạ. Tiếp theo là mã số 26 ạ. Cái này một cốt anh chị em. Chiều cao nó 41 ạ. Cái hoành nó 35 ạ. Mà mã số 26 có giá là 600.000 ạ. Tiếp theo là mã số 27 ạ. Chiều cao 49 ạ. Cái hoành 46 ạ. Mã số 27 anh chị em có giá là 750.000 ạ. Tiếp theo là mã số 28 ạ. Chiều cao 33. Cái hoành 39 ạ. Này cũng có giá là
650.000 ạ. Tiếp theo là mã số 39 ạ, ở 29 ạ. Chiều cao 28 ạ. Cái hoành 37 ạ. Cũng có giá là 700.000 ạ. Tiếp theo là mã số 30. Mã số 30 của Mai Chú Thủy Dung Nu mặt khỉ này của em cũng hết clip luôn nha anh chị em. Chiều cao 75. Cái hoành nó 36. Cái này có giá là 700.000 ạ. Mã số 30 em hết clip rồi, xin chúc kính chúc quý chị em thật nhiều sức khỏe ha, làm ăn phát tài phát đạt. Chờ xin chào ạ.